Tư Kỳ, Đắk Nông. Lấy giùm anh luôn đi. Chim sa là cá là. Chim sa cá là. Trong ao hả? Chà than. Bây giờ đại số lượng được vài triệu mấy à? Không, có 100.000 à, giờ chim rẻ rồi. Hello tất cả quý anh chị em rất là thân mến. Kính chúc toàn thể quý anh chị em một cái ngày mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Đó, thì trước tiên là hôm nay em sẽ review cho anh chị em mình xem một cái mẫu lồng. Lồng này là lồng 6 ngăn, lồng ép bội, chuyên ép bội các cái loại chim nhỏ, ví dụ như là hút mật, ốc mít hay là sâu đầu đỏ nha. Đó, lồng này thì không có bị lỗi gì hết nha. Đó, tất cả các nan đều rất đẹp ha. Đó, nhưng mà chỉ có cái chỗ này nè, anh chị em chịu khó về cắt cái miếng nhựa thì thả thẳng xuống như thế này thì nó ra 6 ngăn nha. Đó, do là em thả em chỉ nuôi có 3 con thôi. Hôm bữa Tết đi về dưới quê đó, xách theo cái lồng này để 7 nuôi có 3 con nè. Đó, bữa nay lồng này hồi trước em mua là 500k với lại thì ship nó là 570. Đó, bữa nay sale cho anh chị em mình ha, giá chỉ còn 350 thôi nha. Lồng không có bị gãy gì hết nha anh chị em nha, vẫn nuôi bình thường nha. Đó. Bây giờ đó, để cái giá cho anh chị em mình về. À, nó có áo nữa nha anh chị em nha, nó có áo nữa nha. Đó, giá là 350k nha. Đó, cái lồng này nè, lồng 6 ngăn nha anh chị em nha, lồng chị. Lồng này cái khung lồng là bằng gỗ nè, đó. Còn nan là nan tre nha, rất là cứng cáp ha. Đó, thử lồng coi xem nan nó gãy hay không. Đó, rất là dễ ha. Đó, 350k nha anh chị em nha, không bao ship nha, có áo lồng nữa nha. Rồi, để bây giờ em quay cho anh chị em mình một ít chim hút mật nữa nè. Rồi, đây là hút mật sắc pháo nha anh chị em nha, hút mật sắc pháo nha, để em zoom lớn lên cho anh chị em mình xem nè. Đó. Rồi, hút mật sắc pháo anh chị em nào mà mua một cặp nha, một cặp giá là 250k một cặp nha. Đây, một con nè. Chim trống nha anh chị em nha, không có chim mái. Đây, hai con nè. Đó, cả cặp luôn nha, 250k một cặp. Đó. Rồi, hút mật bụng trắng nè. Hút mật bụng trắng anh chị em lấy một cặp hai con trống nha. Hai con trống giá là 150k nha. Đó, hàng già rừng rất đẹp nha. Dạng luôn anh cắm sệt nha anh chị em nha. Rồi bên này con nữa nè, đây nè. Đó. Nó hơi tối, nó nằm ở đây nè anh chị em nè. Rồi đó. Một cặp chim hút mật bụng trắng nha là 150k. Đó, một cặp chim hút mật sắc pháo giá là 250k nha. Đó, anh chị em nào mà có nhu cầu bảo tồn nhớ alo giùm em nha. Rồi, tiếp theo á, em lên một cái lô chè than 5 con. Hàng này thì bán hôm qua anh trai dặn nha, hôm qua anh trai dặn nhưng mà chắc quên rồi anh chị em à, quên chuyển khoản cho em cho nên là em không có giao đi ha. Thì em có được 5 con mẫu xòe rất là to nguyên lô nha, 5 con giá là 180 một con nha. Hàng xòe rất là to ha. Đuôi là 10 xăng nha anh chị em nha, con này đuôi là 10 xăng nè. Con này là đuôi 9.8 nè. Đó, mà mẫu phải nói là rất là to và xòe rất là to nha. Đây nè, hàng này em giao nguyên lô luôn nha. Đó, 180 một em. Đó, nguyên lô 5 em. Anh trai anh dặn lựa coi như là 5 con xòe rất là to nha. Đó, anh chị em nào có nhu cầu lấy nguyên lô này em để cho anh chị em nha. Giá là 180 một em nha. Đó, nguyên một lô luôn 5 em nha. Đó, hai em nè. Đây nè, một em số 13 nha. Đây, một em số 13 nè. Số 14 nè. Số 15 nè. Đây, số 16 nè. Đó, bây giờ con này số 17 nè. Đó, để em thả vô đây em bắt ra cho anh chị em mình xem ha. Hàng phải nói siêu đẹp luôn, nhưng mà hôm qua anh trai anh dặn sao anh quên thì sao. Đó, chưa có chuyển khoản cho nên là em không có gửi chim đi nha. Đó, anh chị em thấy mẫu không, mẫu coi như là bảo hành mắt móng mỏ tay chân cho đem. Đó, xòe như con bà bóng nha. Đây, hàng xòe rất là đẹp luôn. Đây này, em bắt cái con số 13 ra cho anh chị em xem nè, em bắt ra từng con luôn cho anh chị em mình xem ha. Có hàng này hàng tuyển nha anh chị em nha. Đó, nhưng mà biết sao, hàng này em giao cho anh chị em mình coi như nguyên lô nha. Đó, trà bị gió này, hàng này nè. Đó, anh chị em thấy không? Đó, ông anh ông dặn nè, mà chắc ông quên chuyển khoản cho nên là em không có dám giao đi. Đó, ở tỉnh mà có nhu cầu bảo tồn thì cứ nhớ chuyển khoản giùm em thôi. Đó, chuyển khoản giùm em mới cho chim lên xe được nha. Đó, thì em có 5 con này nha. Đó, 5 con này là hàng bán nguyên lô cho nên là giá nó rẻ nha. Đó, giá có 180 em nè. Đó, 5 em nha. Siêu to không à. To lắm luôn, to và xòe ha. Mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ nha. Đây, anh chị em thấy không?
rất đẹp ha. Đó, có xem quay vậy nha anh chị em nha. Đó. Đó, hàng rất là đẹp luôn. 5 em nha, 13, 14, 15, 16, 17, 5 em nha. Đó, em bắt ra. Đó, em bắt ra từng em một cho anh chị em mình xem ha, cho nó dễ. Con này to lắm nè, con số 15 rồi nè. Số 15 này to nhưng mà biết sao nó hơi ốm nha anh chị em nha. Có mùa này là mùa nắng, nó không có mồi cho nên nó hơi ốm. Đó, mẫu à, anh chị em thấy không? Đó, mẫu xe nè. Móng, tất cả móng là đầy đủ nha. Đó, cái này em bán nguyên lô nha, nguyên lô 180 em, 5 em là giá là mua 5 em á, mua 5 em mới có giá là 180 nha anh chị em nha. Đó, thấy không, em bắt ra demo cho anh chị em xem, 5 em bắt ra từng em luôn, đó cho anh chị em mình xem. Có hàng phải nói là siêu đẹp luôn, nhưng mà biết sao, nó lâu lâu, bán hàng online mà, lâu lâu hay bị bom hàng là bình thường lắm anh chị em à. Đây, đó. Mình nhiều khi mình không có trách được người ta, đó do người ta lu bu công việc rồi này nọ, người ta quên thôi chứ không có gì hết đó. Chứ còn thí dụ mua hay không mua, mua thì gửi chim đi chuyển khoản ha, còn nếu mà không mua thì nó vẫn còn nằm ở nhà em, anh chị em mà không phải lo ha. Đó thì nãy giờ em quay cho anh chị em mình xem mẫu thôi nha. Đó, quay mẫu 5 em này là hàng bán nguyên lô nha anh chị em nha. Nhớ nha, em giao dịch cho anh chị em mình nguyên một lô này giá là 180 một em nha. Đó, nhớ và lưu ý giùm em nha. Còn bây giờ nè, quay cho anh chị em mình có con này à, nó bị cái lực nó đập nó co cái giò lại nè. À, nó có một cái giò nè. Đó, anh chị em nào mà có nhu cầu bảo tồn em để cho anh chị em mình 100 cành thôi nha. Nó xòe rất là đẹp luôn nha. Hàng này là biết sao, bán ra 350k cơ. Đó, nhưng mà biết sao, nó bị lực đập nó co cái lại nè. To, trời ơi, to vật vã luôn nha. Đây, để em để cái điện thoại ở đây đi cái đã. Rồi, nè. Cái chân này nó bị lụp đập nè. Đó, anh chị em về mua thả UAV chơi ha. Đó, nó bị lụp đập cái nó co giỏ lại nè. Anh chị em thấy không? 100 cành thôi. 100 cành thôi nha. Con này nè. Để em bỏ vào đây đi. Ngày hôm qua em tắt nó ra mà em lại quên anh chị em ơi. Em thả vô số 19 này nha. Đó. Có hàng rất là đẹp luôn. Đó. Rất là to và xòe nè. Đó, về thả UAV chơi ha. Để em lấy sâu cho nó ăn cái này mọi người. Sau ở đây tất cả chim nãy giờ em đang quay cho anh chị em mình á, là hàng này là mới bẫy từ rừng về không à, chưa có qua cám nha, chưa có cám. Rồi còn con này, chim này mùa thứ ba, con này chim rừng mùa thứ ba nè anh chị em nè. Đó, em phải để riêng coi nè, không mua là lộn nè. Đó, đây để bắt ra cho anh chị em mình xem luôn ha, hàng rừng mùa ba. Đó, anh chị em thấy không, chưa có chim rừng mà có chim mà con nè, mà con này chân nó cũng hơi đau đau anh chị em à, theo em nghĩ nó vậy thôi. Thì em nghĩ là vậy. Cái này về tắm rửa cho nó ha. Con này thì em để cho anh chị em mình coi như giá chỉ có giá bằng chim bổ thôi, giá 350k nha. Đây nè, chanh nè, chanh lên vậy đẹp không, để ra sáng quay nè. Đó, chim rừng mà mùa thứ ba luôn nè, vậy nè, mùa thứ ba, mùa thứ tư luôn đó. Đó, bán bằng giá chim bổ 350k nha, bằng giá chim bổ VIP chứ không phải bổ mà dạng như thường thường đâu. Đó, để giá mềm cho anh chị em mình á. Rồi bây giờ em cho nó ăn sâu cái đã. Rồi em sẽ quay một lô phải nói chuyện than cực kỳ VIP cho anh chị em mình nha. Đó, đợi em tí xíu để em cho mấy này ăn cái đã. Rồi. Đây là cái lô chuyện than phải nói là rất là VIP luôn nha. Chuyện than này thì giá là 350k một em nha anh chị em nha. Đó, bảo hành mắt móng mỏ tay chân cho anh chị em không bị lỗi nha. Đó, toàn là mẫu, cái thứ nhất là hot rồi và cái thứ hai là xòe, cái thứ ba là to. Con này là chuồng số 21 nha anh chị em nha. Đây nè, chuồng số 21 nha. Đó. Rồi qua này chuồng số 22. Đó, bữa nay không có chè lửa về chè than đâu mà, cho nên là để trong này ha. Để trong chuồng lớn như thế này cho nó đẹp. Đó, cho nó thoải mái. Đó, con này là chuồng số 22 nha. Đó, tất cả mẫu coi như là rất to xòe và coi như là đa số là coi như là em lên được 9 con thì cũng phải nói là 7 con hot sổng hết rồi. Đó. Con số 22, con này số 23. Đó, mẫu rất là to nha anh chị em nha. To và xòe. Đây, đó. Con này con số 23. Đó, chim chưa có cám nha. Bảo hành mắt móng mỏ tay chân cho anh chị em không có bị lỗi nha. Đó, mắt móng mỏ tay chân là không bị lỗi nha anh chị em nha. Đó, hàng này thì 350k một em nha anh chị em nha. Đó, con này chuồng số 23. Đó, anh chị em chịu khó nhớ cái số chuồng giúp em nha. Rồi, 24 nè. Đây là chuồng số 24. Đó. Rất là dạng. Đó, con này về nuôi chùm lồng lại kiểu gì nó cũng mau hot nha.
con này chuột số 24 nha anh chị em nha. Đó, chuồng số 24. Rồi con này chuồng số 25. Mẫu rất là đẹp không à. Đây số 25 nè. Đây. Đây là chuồng số 25 nha anh chị em nha. Rồi qua này. Số 26. Đó, 26 này chà bá luôn nè. Đây, số 26. Đó, rất là to nha. Rồi qua này số 27. Vừa to vừa xòe. Đấy, mẫu đã chưa. Đó, hàng này anh chị em bên nào mà có máy thuần về gột, trời ơi, bảo đảm chọi hay là hot gì đó, nói chung là cái con rất là đã, to như con khú vậy. Rồi, con này số 27 nha. Rồi qua này 28 nè. Có hàng VIP không à. Đó, làm hàng mà hàng chất lượng như thế này, nuôi một con đáng một con anh chị em à. Đây con số 28 nè. Anh chị em thấy không, đã không. Đó, cái con nào huyết chẹp à, dữ lắm. Con này là chuồng số 28 nha anh chị em nha. Dạ. Được. Ông hàng xóm kêu đưa thùng bia không, lấy thùng bia nguyên, trời ơi chết luôn. Rồi con này là chuồng số 29 và là cái con cuối cùng rồi ha. Đó, hàng phải nói giống như khủng long vậy. Rồi. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo nha. Con này chuồng số 29 nha mọi người nha.